Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập tự do hạnh phúc. Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2024. Đơn tố giác tội phạm về việc đe dọa giết người. Căn cứ vào Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Căn cứ vào Luật tố cáo năm 2018. Căn cứ vào tình hình thực tế xảy, cùng các bằng chứng liên quan. Kính gửi Công an huyện Hoài Đức, Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức. Tôi là Nguyễn Thị Nga. Nơi thường trú, thôn Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Số điện thoại 0982591046. Tôi viết đơn này tố giác ông Nguyễn Đăng Sâm, sinh năm 1975. Số điện thoại 0916211776. Thường trú tại xóm Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội với tội danh đe dọa giết người. Suốt thời dài từ tháng 4 đến nay, ông Sâm liên tục gọi điện, nhắn tin, chửi bới, xúc phạm, đe dọa giết tôi, rồi giết chết cả nhà tôi. Sự việc cụ thể như sau. Từ tháng 4 năm 2024, khi tôi làm đơn tố giác Chủ tịch xã Sơn Đồng, Nguyễn Viết Hùng, về vi phạm, cho người thân, người quen biến đất nông nghiệp thành đất kinh doanh. Khi quay chụp bằng chứng, thì tôi có vô tình quay đến cảnh bãi đỗ xe của ông Nguyễn Đăng Sâm, cũng mới được san lấp từ đất ruộng lên và đang hoạt động kinh doanh. Thấy vậy, ông Sâm liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần tôi và người nhà tôi. Trong đó mức độ đe dọa ngày càng tăng nặng lên, bản thân ông Sâm cũng là tay anh chị, có máu mặt, nên tôi và các con vô cùng lo sợ, phải hạn chế ra ngoài vào ban ngày và tránh tuyệt đối ra khỏi nhà vào buổi tối. Sắp tới, các con tôi vào năm học sẽ thường đi lại ở Sơn Đồng, nên chúng tôi vô cùng lo sợ cho sự an toàn của các con. Vì bị khủng hoảng tinh thần, lo sợ ngày đêm, nên tôi có làm đơn lên công an xã Sơn Đồng, công an huyện Hoài Đức, trình báo sự việc, và yêu cầu cơ quan công an bảo vệ người tố cáo là tôi và gia đình tôi. Việc trình báo này, tôi cũng có thông báo cho ông Nguyễn Đăng Sâm biết, để ông Sâm biết mà dừng lại. Tuy nhiên, ông Sâm không những không dừng lại, mà còn tiếp tục thách thức. Gần đây nhất, vào ngày 7 tháng 7 năm 2024, ông Sâm có dùng điện thoại, gọi cho tôi và chửi bới, xúc phạm tôi, dùng những từ thô tục, vô văn hóa, dọa giết cả nhà tôi, các con tôi, rồi không tha cho ai cả. Trong đó, tôi có ghi âm được một phần của đoạn đe dọa này. Tôi đã copy vào USB và xin gửi kèm với đơn tố giác này. Tôi được biết căn cứ theo Điều 133 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, thì hành vi đe dọa giết người truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tôi nhận thấy ông Sâm thực hiện hành vi đe dọa, sẽ tước đoạt tính mạng gia đình tôi là đã vi phạm quy định trên. Và theo quy định của pháp luật, đối tượng này phải bị xử lý. Sự việc này còn đặc biệt nghiêm trọng vì bản thân tôi là người tố cáo, đang trực tiếp tố cáo ông Chủ tịch xã Sơn Đồng, Nguyễn Viết Hùng. Trong khi, ông Sâm và ông Hùng lại là bạn bè thân thiết, cùng hội đạp xe buổi sáng, cầu lông buổi chiều. Bản thân ông Sâm là người có quan hệ, quyền lợi liên quan trực tiếp đến ông Hùng. Ông Sâm có bãi đỗ xe hoặc trông bãi đỗ xe mới được lấp lên, xây dựng lên từ đất ruộng ngay gần mặt đường khu cống đầm ngã tư Sơn Đồng, mặt đường Sơn Đồng đi song phương. Việc san lấp đất ruộng thành đất kinh doanh của ông Sâm là trái pháp luật, nhưng cán bộ xã Sơn Đồng lại làm ngơ. Việc san lấp bãi đỗ xe này cũng được một người dân Sơn Đồng quay video trực tiếp vào tháng 4 năm 2024. Tôi có copy và USB gửi kèm theo đơn này. Theo luật tố cáo 2018, thì người tố cáo được pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, cụ thể. Bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để trực tiếp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm cho người tố cáo tại nơi cần thiết. Áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo theo quy định của pháp luật. Yêu cầu người có hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo chấm dứt hành vi vi phạm. Vì vậy, tôi làm đơn này. Một đề nghị quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Đăng Sâm có hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Hai, làm rõ mối quan hệ lợi ích giữa ông Nguyễn Đăng Sâm và ông Chủ tịch xã Sơn Đồng, Nguyễn Viết Hùng, từ đó điều tra rõ những đối tượng có chung lợi ích, đang chĩa mũi dao đe dọa về phía người tố cáo là tôi, mà ông Sâm chỉ là đại diện cho họ. Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật, và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin này. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2024. À, chị Nga. Vâng. À, phải chị Nga không? Đúng rồi bạn ơi. Có phải chị Nga không? Lồn. Đúng rồi. Đó. Em gọi chị Nga này.
Ai đấy nhỉ? Nghe nghe không? Ờ, mình nghe đây. Alo. 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 Vâng. Bây giờ tao nói mày nhá, địt mẹ mày, vợ chồng mày cũng ở yên ở Sơn Đồng được nhiều đâu. Nhưng mà tao nói mà tao không mà động đến vợ chồng nhà mày, như có một ngày ấy, con mày sẽ chết ở giữa Sơn Đồng này. Tao chỉ nói thế thôi, tao không nói nhiều nhá. Mày cứ báo công an huyện, mà công an gì thì báo, nhưng mà địt con mẹ nhà mày, có một ngày con mày sẽ chết, vợ chồng mày chỉ ở một mình thôi nhá. Không nói nhiều nhá. Báo cáo ông chính phủ, ông nhà nước, các ngành chức năng. Đây, đất ruộng của nhân dân, người ta trồng rau thả bèo, người ta cấy lúa, là đây là đất nông nghiệp. Mà 12 giờ đêm ngày hôm qua là ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch, mà không biết ông nào bà nào làm cán bộ mà cho lấp đất bỏ nửa đêm gà gáy, nửa đêm 12 giờ đêm hôm qua như thế này để thu lợi bất chính. Ruộng của dân đang, ruộng khoáng sản của dân chứ không phải ruộng của ai, mà cho thuê lấp đất. Đây, lấp đất 12 giờ đêm, ban ngày không dám lấp và ban đêm dám ra máy ủi máy đất để làm. Kia, những cái lán kia, đấy, lán đấy, để trong ô tô thu lợi bất chính của dân. Mà dân thế này thì nước nó chảy vào đâu, người ta cấy thế nào được, người ta không thể nào cấy được cho tận cả. Đây, đấy, lấp đất đấy để thu lợi bất chính. Cả một khu mảnh ruộng người ta cấy, nhưng mà lấp cái này thì không có dòng nước chảy nữa, cho nên không nước thì dù ruộng của dân là chết đói. Đây, báo cáo ông chính phủ, đất khoáng sản mà cho người ta lấp gạch, lấp đá, lấp vôi. Lấp gạch, lấp đá, lấp vôi để thu lợi bất chính. Người nào khổ vẫn khổ, người nào sướng vẫn sướng. Đồng tiền nó đánh toạc đây. Đấy, nấp bao la để trông ô tô đấy, trông ô tô đấy, nấp hết. Thế này cả cái khu này mấy chục mẫu ruộng, người ta đang cấy dòng rau rất thích để người ta kiếm miếng ăn. Thế mà lỡ lòng nào bây giờ ông nào bà nào đứng lên cho tư nhân. Đấy, cho tư nhân đây nấp đây để làm xưởng, làm lán rất oai, như một công ty. Ai là người cho phép? Đấy, ai là người cho phép? Đây, đấy, cổng to hoành tráng chưa? Đấy, ô tô đấy, để dông ô tô. Ai là người cấp phép cho làm ăn kinh doanh như này? Tiền này để vào đâu? Hay thu lợi cá nhân? Hay tập thể nào? Không có tập thể nào mà cho phép làm ruộng của người ta mà thành đổ đá này, đá đen này, ô tô này. Đấy, xây rộng bao la, đấy, để thu lợi bất chính. Vậy đồng tiền, đấy. Báo cáo là các ông chính phủ.